Thì chúng ta thao tác là vẫn bấm vào cạnh, vẫn bấm vào điểm, tay trái đè để control, bấm vào hai đoạn thẳng mà mình muốn theo nó. Sau đó bấm update và ok, đấy nó trượt thành cái trục này, thấy không ạ? Trục này không thay đổi, nó trượt theo một cái tỷ lệ đường cong nó. Thì khi em copy xong này, khi em copy xong nha, em copy cho cái này. Đấy thì có phải là em cảm giác nó chưa đúng điểm à? Chọn điểm dưới này, cho điểm trên này. Đấy, các anh nhìn thấy không ạ? Đường cong nó cứ chạy, nó cảm giác là kéo dài ra thôi. Và nếu như bạn nào muốn quan tâm tới cái form gốc chuẩn dập đầm, body và form suông các bạn nhé. Tuy nhiên là cái dập này thì Quang Hà đã cập nhật lại rồi, công thức mới hoàn toàn. Và đây là cái công thức chuẩn. Hiện tại Quang Hà cũng đang sử dụng cái dập này để phát triển cho nhiều thương hiệu và cũng đang là cái giảng bài cho học viên các bạn nhé. Và dập này thì các bạn có thể sử dụng để phát triển sang đầm thời trang hay là những form áo kiểu các bạn nhé. Đây, bài này cũng vậy. Cũng là cái phát triển cho anh học viên áo kiểu này, hoặc là đầm này cũng vậy, hoặc là cái áo vest các bạn nhé, áo của vest, thì các bạn cũng có thể sử dụng từ cái dập gốc form chuẩn này để các bạn phát triển ra các bạn nhé. Nó có thể phát triển được tất cả, từ áo kiểu, đầm, áo vest các bạn nhé. Nó có form cơ bản này, là form đi vai và form suông. Các bạn lấy form nào thì bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại Quang Hà để trên màn hình. Các bạn có thể lấy một size hoặc là các bạn lấy full size các bạn nhé. Bạn có thể lấy full size. Đấy, nếu như bạn nào sử dụng phần mềm thì Quang Hà có thể gửi file cho các bạn cho nó tiện. Còn nếu như bạn nào mà phát triển nó dập tay thì Quang Hà sẽ cắt dập giấy và ship cho các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ để mua cái dập áo dài, các loại áo dài truyền thống, áo giam sút các bạn nhé. Sản phẩm dập chuẩn của giam sút đấy. Và nếu như bạn nào có quan tâm tới cái khóa học, tức là muốn áp dụng cái công thức này vào để cắt cho cái số đo của mình theo ý của mình, thì các bạn có thể là bấm vào cái dạy thiết kế dập.vn ở thạch thì cắt thành luôn nha. Còn nếu như bạn nào có quan tâm tới cái khóa học để các bạn có thể là áp dụng vào để cắt cái thông số theo ý của các bạn, thì các bạn có thể mở cái trình duyệt Google Chrome này lên. Thì ở tại cái thanh tìm kiếm này, các bạn nhập cho Quang Hà là dạy thiết kế dập.vn các bạn nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái trang web để học online. Thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đưa con trỏ chuột lên ở cái menu là các khóa học này. Nó sẽ hiện ra cho các bạn các danh mục từ là mua các form gốc dập chuẩn này, hoặc là các khóa học online hàng nữ, hay là hàng nam, hay là các khóa học trên máy tính, thì các bạn có thể bấm vào để các bạn có thể tìm hiểu cái khóa học nó phù hợp với mình. Ví dụ như là khóa học thiết kế quần nữ này, hoặc là học thiết kế đầm cơ bản form chuẩn, hoặc là học thiết kế giam sút form chuẩn. Bạn ví dụ như là bạn muốn tìm về cái khóa thiết kế giam sút, thì các bạn có thể bấm vào cái thông tin khóa học ở đây, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái thông tin ở đây. Ví dụ như là tổng video này, cái giá này, bạn có thể liên hệ với số điện thoại này. Thì ở dưới này Quang Hà đã chia nhỏ cái bài tập ra cho các bạn từng phần một để các bạn có thể dễ dàng thực hiện theo các bạn nhé. Và nếu như bạn trước khi tham gia, các bạn có thể bấm vào xem những cái video học thử này để xem các bài giảng chúng ta có dễ hiểu hay không, hay là còn khúc mắc gì trước khi các bạn đăng ký nhé. Ok, và chúng ta quay trở lại cái bài tập của chúng ta. Ok ha, rồi. Thế hôm nay chúng ta học thêm cái lệnh mắt này mở rộng này, đây. Nó trượt theo cái tỷ lệ đường cong này. Cái lệnh này thì nó cực kỳ là hay. Thế nhá. Đảm bảo hôm nay nếu mà lệnh này hôm nay ai nghỉ thì sẽ hơi hối hận. Nhưng mà nó đang là gì nhỉ? Đi xem cái gì vậy? Xem hát live thì vẫn vui hơn, ví dụ vậy. Nghe nhạc cả nhà nó cũng thích, mà tới phòng trà nghe thì cũng được, ví dụ vậy. Đây, chúng ta sẽ làm như sau nhá. Thao tác của chúng ta đây lệnh này nhá. Mắt live mở rộng nhá. Mắt live extension này nhá. Đúng không?
Thì thực chất ở đây là nó có thay đổi trục y một tí đây này, đấy y là 0.13 17 này, nhưng mà do máy nó tính toán mình không thể tính được cái việc này đúng không ạ. Nhưng còn mắt lai như thế này thì cũng đúng và may lên quần thì cũng vẫn bán bình thường rồi. Nhưng mà nhìn nó không chuyên nghiệp phải không ạ, ta nhìn đây này đó, chỗ sau lưng mà nhiều sai thế, nhìn nó cứ lìa chìa này, bảy tám màu này. Mắt lai kiểu kia là đi sơ đồ lợi hơn, này anh thẳng hơn, ở cái thẳng gì thẳng lên là thì đi gọi là sơ sơ đồ đúng không ạ. Còn nếu muốn lợi sơ đồ thì làm được thẳng luôn lợi sơ đồ. Nhưng cái này nó không được bao nhiêu bởi vì nó chỉ có một ly như mấy, còn muốn thẳng luôn thì sẽ lợi sẽ làm lưng thẳng. Còn đâu nam là thường làm lưng thẳng nhé, không làm lưng cong, lưng cong chỉ là tiệm may họ sẽ cắt lưng cong thôi, còn công nghiệp họ sẽ làm lưng thẳng hết nhé. Đó thì cái lưng của chúng ta là nhìn đấy nó hoàn toàn khác với cái này. Mà bây giờ để minh chứng này phải đo đấy, đúng không, chúng ta đo này độ lệch hai đoạn này, bước nhảy cũng là 0.61 và 0.75, và em bấm đoạn này thì bước nhảy của nó cũng là 0.61 và 0.75, may vào nhau cũng là khớp 100% đúng không ạ. Lệnh này ngày xưa em đi học là em không được học, em phải nói thật, và em về không biết là theo lệnh để làm gì, thì em Đúng làm rồi, xong một ngày lần em xưa tìm em hiểu là không đi học cái này cũng nó rất là là hay, bởi vì nếu như nhảy cái này ấy, thì một ngày em, một lần em sẽ nhảy như thế này, em sẽ áng chừng y này, y ở 0.2, à em thấy quá đà rồi em lại y là 0.15, à vẫn chưa được y 0.13, em phải làm như vậy thì đây cũng tạm tạm ổn, nhưng mà phải phải nhiều lần, phải phải sửa nhiều lần đúng không. Thì quay trở lại giống như cái đáy quần của bạn Hoàn đấy, nếu như mà chúng ta nhảy cảm nhận thì chúng ta lại phải nhập hai ba lần, nhưng nếu như mà dồn dập lại thì chỉ là một lần duy nhất và không phải phải suy nghĩ mà vẫn chính xác, thì đấy lệnh này sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này. Thế còn đây thì chúng ta nhảy đây nhìn nó tương đối thôi, nhưng không thể giống cái này được đúng không ạ. Bây giờ chúng ta nhập là 0.2 15 hay 17 và nhập hai ba lần nó mới ra một con số tương đối đẹp chứ chưa thể như thế này được. Ok ha, đấy em bỏ lưng này nhá, em bỏ lưng này đấy. Thế thì bên này giờ phải mát lai theo cái eo trước đúng không, nó cũng lại mát lai tiếp này, mát lai mà là y. Thế thì chúng ta sẽ bấm vào đoạn này và bấm vào điểm này đúng không, bấm vào đoạn này đúng không, phải chụp ok, sau đó bấm gì update và ok. Cái này như có điểm ở đây, có khi ta phải cắt điểm này riêng ra, giữ điểm ở đây này, hình dung nào đấy, hay là để em chọn nhầm lệnh mà này đúng không, bấm đường này điểm này và chọn theo đường này, chúng ta bấm update và ok. À đấy, để em bấm nhầm lệnh, lỗi tại mình mà đổi thừa máy, hiểu không. Ví dụ hôm qua mà may mà ngồi máy may rất chỉ là tại cái gì ạ, Máy tại motor ạ? trước rồi em làm máy em hay ghẹo, bạn nó chỉ là cái kim nó bị sứt mũi mới này, nó bị ấy, bảo không phải, nó motor nó quay không đều, nó chỉ đấy. Rồi thế thì chúng ta đã copy điểm này, cho điểm này đúng không, điểm này này có trang ở đây có cả lớp là may tại lớp luôn, cho điểm này học viên may luôn. và điểm này cho cả cái điểm dấu bấm này đúng không, tại vì khoảng cách ở đâu đổi, và điểm này cho luôn cả điểm này đúng không đấy. Thế còn điểm giữa này làm gì ạ? Không không đúng rồi, chính xác, tại vì điểm này bằng không mà, có điểm giữa cho điểm trên được không, hoặc chúng ta thêm một điểm nhảy ở đây đúng không, chúng ta thêm một điểm nhảy ở đây nhé, edit data này clear là xong, không phải suy nghĩ gì cả, thế thôi. Tức là lưng chúng ta luôn luôn đẹp, khỏi cần tính tỷ lệ cong nó như thế nào mà nhìn rất đẹp mắt. Nhưng mà đừng bảo nhảy cái kia thì xong rồi nhìn thấy ông nào nhảy sai, ôi mà nhảy thế này sai, thì không không nói vậy nhá, cứ sản xuất được là đúng hết nhá. Mình chỉ là muốn trở nên chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn thì mình mới nhảy như vậy, còn bình thường chúng ta vẫn để y chang như vậy, không có gì thay đổi cả. Ok ha, bây giờ chúng ta lại copy cái này cho cái này phải không, hình như copy cả hai này giống nhau phải không ta, được không ta, độ chênh lệch của hai cái giống nhau không, giống không, chưa chắc ạ. À, đo thử 0.62 76 đâu giống nhau đâu. Thế giờ cái này phải làm sao, không biết bây giờ làm sao nhỉ, nếu mắt lai lại lần nữa thì có được không, yeah. được hơi lâu phải không. Bây giờ tại sao chúng ta không lật ngược cái này, là có bị xong lật trả lại
chứ để như vậy là đối chiều rồi đúng không, đối xứng đúng không? Thế thì chúng ta modify và chúng ta flip, lật ngược lại, hai cùng chiều chưa? Nhưng mà để như vậy copy được không? Không, đúng rồi, July. Trời, nhớ lệnh ghê ha. Rồi, July này. Sau đó chúng ta mới vào đây, chúng ta copy hết từ cái điểm này này. Điểm này cho một điểm này. Cho điểm này được không? Thế còn điểm này? Thế điểm này luôn. Và cả điểm này luôn. Phải không ạ? Thế còn điểm sau này chúng ta sẽ copy điểm này. Cho cả hai điểm này phải không ạ? Ctrl G. Thế còn hai điểm này chúng ta chưa chốt bằng không đúng không? Clear là xong phải không ạ? À, nó dính một cái điểm này, nhìn là không không gì ạ? Không đẹp. Em không thích dư điểm này ra. Chốt clear cho em đây nhá, xy bằng 0 nhá. Điểm trên này như vậy nhá. Clear cho em là xong nhá. Đấy. Lưng và cái độ cong có phải đẹp không nào? Ok ha. Thế cái đường nội vi này sao ạ? Phải có cả đường nội vi chứ đúng không? Cho điểm này, cho cả điểm dưới nữa, và phải chốt ok thì nó sẽ chạy theo nhau. Nhưng khi để như vậy khó nhìn là chúng ta dồn dập lại lại, có phải là cái này mũi tên là một cỡ không? Phải không ạ? Khoảng cách quay dây là không đổi, mà nó chỉ thay đổi vị trí mà thôi, phải không? Rồi, thế thì em sẽ delete lại này. Và ở đây em sẽ lật ngược, bây giờ lật ngược lại này. Lại bấm vào đây. Sau đó lại gì? Lại delete tiếp. Như vậy là chúng ta xong cái lưng rồi ạ. Ngày xưa em nhảy này hơi bị khùng khùng một tí. Thật mà em mòn hơi khùng một tí. Đặc biệt cái lưng cong em phải nhập y chang nữa mà chỉ một người. Mà ngày xưa em nhập 3-4 lần nó chỉ là tương đối được. Bởi vì có thời điểm em mò lệnh khoảng 12 giờ, 1 giờ là ngồi xem là cái lệnh nào nó phù hợp nhất, nó nhanh nhất.